Tiếp nối chương trình hôm nay là một ý kiến của đồng mạng mở đầu bàn luận của tác giả Nguyễn Lê Tiến đang trên trang Posit Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 năm 2023 về căn bệnh tự hào lửa bịch. Thực chất là dấu hiệu của chứng bệnh tự kỷ trầm kha của các quan chức chế độ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Có thuốc gì trị bệnh tự hào không? Khi FPT tuyên bố là đã design một con chip và định đặt ở FAP ở nước ngoài sản xuất, thì mình rất là vui mừng vì đây chính là con đường thiết kế chip là chuyện khả thi. Về vấn đề này, mình đã trả lời phỏng vấn ở trên AFE, cứ từng bước vừa làm vừa học. Ai cũng thế, là người Việt ai chả muốn đất nước mình đi lên, người mình thành công. Tại sao Hàn, Nhật Đài Loan thành công mà người Việt thì chưa? Thế nhưng sau đó đọc bài của ông Đỗ Cao Bảo, lãnh đạo FPT viết thì hết mừng. Vì lại vì thấy là lại nổ về Việt Nam sẽ trở thành trung tâm chip. Cái cái gì cũng là trung tâm, đỉnh cao, nghe phát mệt. Ông bảo trích theo VN Economy và rằng theo ông, việc tham gia vào chuỗi giá trị chip bán dẫn có nghĩa là Việt Nam có cơ hội chia phần trong chiếc bánh có quy mô 1.500 tỷ Mỹ Kim vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 12%. Chỉ cần 10% trong chiếc bánh 1.500 tỷ Mỹ Kim cũng đủ giúp Việt Nam cất cánh, bởi chip bán dẫn là công nghệ nền tảng cho tất cả các công nghệ khác, không chỉ trong quốc phòng, an ninh, máy bay, tên lửa, tàu chiến, mà cả trong tất cả các thiết bị ở xung quanh chúng ta, ông Bảo cho hay. Trời đất, trong vòng 8 năm, nhảy từ 0% lên 10%. Nếu ở đây là người không chuyên môn hay nhà báo viết nhầm hay một cán bộ chính trị phát ngôn lấy khí thế thì cũng chẳng sao ăn này ở một lãnh đạo cao cấp của một tập đoàn hàng đầu thì quá đáng họ cơ hồ cho dù ở những người có trình độ cấp bậc cao chỉ ước mơ là giỏi mà không hề biết tính toán hay để lòng tự hào nó choáng hết lý trí đã muốn như thế thì ta phải làm gì thị trường to như thế nhưng nó cứ chia phân khúc ra sao mặt mạnh mặt yếu thế nào chỗ nào là ta có thể lọt vào được mà muốn thế phải đầu tư cả về tiền bạc lẫn nhân lực ra sao Muốn 2030 thì 2024 làm cái gì? 2025 làm gì? Cần bao nhiêu người trình độ, vốn bao nhiêu khách hàng là ai, khách hàng muốn gì vân vân Lại là một VinFast. Nếu không tự chỉnh lại sự suy nghĩ phán đoán mới làm xe vài năm đã ra biển lớn đấu thẳng với thằng Tesla, xem bọn Volkswagen, BMW, Hyundai là lũ tép riêu, chưa chi đã tính sản xuất vài trăm ngàn xe, vài năm nữa, vài năm nữa thôi là cả triệu xe, Thế nhưng hình như bệnh tự hào thực chất là tự ti, nó thẳng ra là lười biến, lười làm, biến nghĩ. Thiếu cần cù kiên nhẫn, chỉ muốn ăn liền. Một vốn, mười lời, một bước tiến lên đỉnh cao, đã thành cái nếp. Ông lớn chip TSMC muốn được như ngày nay đã phải cần cù, làm việc nghiên cứu các bài bản suốt hơn 30 năm nay từ năm 1987. Đài Loan, Hàn Quốc cần cù, tiết kiệm suốt vài thế hệ, giáo dục nghiên cứu có căn bản chậm rãi từng bước một. Mong sao nếp nghĩ này có thuốc chữa, người Việt cần học hỏi, các nước bạn đông á đồng văn cân cù làm và học có căn bản đến nơi đến sớm tốn thêm vài thế hệ nữa thì mới đạt được ước mơ không có con đường đi tắt đón đầu nào cả